Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Phim Và ngày sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé Mới đây, đoàn làm phim do nam truyện chính thức đăng bài trên Weibo lên tiếng xác nhận ngày lên sóng của bộ phim Theo đó, gia nam truyện với sự tham gia diễn chính của Cúc Tịnh Ý, Tăng Thuấn Hy sẽ bắt đầu lên sóng vào ngày 18 tháng 10 sắp tới trên hai nền tảng Tencent Video và WeTV Gia nam truyện là câu chuyện kể về quận chúa Khương Bảo Ninh do Cúc Tịnh Ý thủ vai Kiếp trước, nàng gài cho hoàng đế vậy nhưng bị lành nhạt, sau khi lên làm thái hậu nhiếp chính, bị ban thuốc độc mà chết. Kiếp này nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình an bên người thân và bạn bè của mình, bắt đầu tập trung đánh từng nước cờ với những kẻ đang nắm trong tay trọng quyền. Cùng lúc đó, nàng dần gỡ bỏ khúc mắc về tình cảm yêu hận đan xen với nam chính, người thầm yêu nàng cả hai kiếp. Trước đó, nữ chính Cúc Thịnh Y từng nhận phải chỉ trích nặng nề vì lối trang điểm một màu, đóng phim cổ trang nhưng nhìn không khác gì hiện đại. Bên cạnh đó, từ trước tới nay, diễn xuất của Cúc Tịnh Y luôn bị đa phần khán giả phủ nhận. Ngoài nhan sắc thuần mắt người xem thì cô nàng bị đánh giá là không có chút tối chất làm diễn viên. Liệu rằng trở lại với bộ phim gia năm chuyện lần này, Cúc Tịnh Y có thành công thoát được cái mắc bình hoa di động hay không? Ngày 13 tháng 10, trailer của bộ phim cổ trang gia nam chuyện một nam chí đã được nhà sản xuất tung ra. Bộ phim đánh dấu sự kết hợp của Cúc Tịnh Y với Mỹ Nam Tăng Thuấn Hy Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tỏ ra thất vọng khi tạo hình của Cúc Tịnh Y không những y xỉ các phim khác mà còn có xu hướng công cành và số hơn. Những giải ngọc trang trí rung rinh che lấp cả mặt nữ diễn viên, trong khi hoa cài đầu khá xến gợi nhớ hàm hương ngày xưa. Một số bình luận của cư dân mạng Tạo hình nữ chính dườm ra, make up lố quái trời. Cảm thấy có một rừng cây trên đầu nữ chính chị này xinh mà phim nào cũng make up đậm quá nhìn nó hơi bị hiện đại trời cái tạo hình nhìn kỳ vậy xem không thể ăn nhập gì với nhau hết bình thường chụp ảnh cũng đẹp mà vô phim nhìn chất quất ai tạo hình cho quận chúa của tôi cái tạo hình này vậy thấy có nhiều cái tạo hình rõ sinh nhưng cái tạo hình này làm tôi giận tổ tạo hình thay cô cúc sau hàng loạt lùm xùm mất công lẫn bị lợi dụng cúc nghi vào công ty chủ quản ti ba hiện tại đang trong quá trình ban thảo cố gắng chuyện cũ bỏ qua để có thể hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, Cúc Tịnh Y được cho là đã có những kế sách để kéo lợi ích về bên mình. Với câu chuyện dẫn dắt người mới trong đoàn phim, Cúc Tịnh Y đã có thái độ khả quan hơn, sẽ đồng ý vậy nhưng với một điều kiện. Đó là công ty chủ quản T3 phải chia cổ phần cho Cúc Tịnh Y. Từ trước tới nay, các dự án phim có Cúc Tịnh Y đóng chính như Như Ý Phương Phi, Hoa Nhung đều có sự góp mặt của các thành viên của nhóm SNS48. Chính vì vậy, việc thúc đẩy những gương mặt mới ít nhất phải mang về cho Cúc Tịnh Y lợi nhuận kinh tế. Vì dù sao danh tiếng và nhan sắc của nữ diễn viên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và mang ra so sánh. Nhiều trang tin cho biết, kế sách này sẽ giúp Cúc Tịnh Y có cổ phần. Qua đó dẫn tới tiếng nói và quyền lực của cô nàng trong công ty cũng tăng cao. Hiện tại, Cúc Tịnh Y vẫn là một trong những cái tên chủ lực của T3 với những dự án phim tương đối thành công. Tuy nhiên, Phía Ti Ba nổi tiếng không biết cách chăm sóc gai nhà, còn từng lời dùng thương hiệu của Cúc Tịnh Y đẹp PI cho nhóm nhạc ảo. Hiện tại, Cúc Tịnh Y vẫn phối hợp vui vẻ với nhiều chị em chung nhà SNS For T trong Hoa Nhung, bộ phim vẫn chưa có lịch chiếu chính thức. Chúng mình là Hồng phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.